Xe đạp thể thao Vít.com xin chào các anh chị. Video này xuất lên mẫu xe đạp đua Java Shinodo 6 Top, mẫu mới nhất từ hãng Java, mẫu năm 2024 đây. Java Shinodo 6 Top đây là chiếc màu trắng anh chị ạ. Chiếc càng xe thì màu đen và xe thì có cấu hình cực ngon luôn và mức giá thì lại rẻ không lối thoát từ shop xe đạp thể thao Vít.com. Và ngay bây giờ shop sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết, báo giá và bán tới anh chị Java Shinodo 6 Top này. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Xe có cấu hình đó là khung nhôm nhẹ và khung được thiết kế cũng như là sản xuất ở mức hoàn thiện cao nhất. Mối hàn ở cổ lái, ở cọc in hay trục giữa của khung được xử lý mối hàn nhẵn mịn hay được gọi là không mối hàn anh chị nha, được hoàn thiện ở mức cao nhất. Shinodo 6 Top đây. Và xe thì đầy đủ chứng chỉ UCI. Cọc in bằng hợp kim nhôm của hãng DK, cọc in thiết kế dạng khí động học đây anh chị ạ. Còn chiếc yên là sử dụng yên mút bọc da mềm có lộ thoáng. Dàn đầu này thì là với bộ đầu bằng nhôm, đầu cá mập đúc niền khối bằng hợp kim nhôm của hãng DK Toro. Tiếp theo đó là chiếc càng của xe này là sử dụng càng bằng carbon. Vâng, carbon Mark T800, chiếc càng màu đen phối màu trắng, nó rất là trẻ trung và hiện đại. Và trên tem của càng thì được làm tem dạng hình ô vuông, nó rất là nổi bật luôn. Còn cặp vành này là sử dụng vành carbon anh chị ạ, vành carbon của hãng DK cao 5 cm, lốp Michelin Anh Dynamic 700x25C, nan hoa bằng thép và sử dụng cặp Mayer bằng hợp kim nhôm của hãng DK, bút trục to. Tiếp theo đó là bộ chuyển động trang bị cho Java Shinodo 6 Top, bộ chuyển động 24 tốc độ, tay đề lắc LT World RX12 RPD. Vâng, đây là củ dầu của tay đề lắc này. Và tay đề lắc này sử dụng cũng rất là hay luôn. Bóp vào là phanh ạ. Ở bên tay phải thì anh chị đẩy vào thì sẽ lên líp to hơn. Còn xuống líp nhỏ hơn thì đây là tay gạt được thiết kế bên cạnh đây. Đặt tay điều khiển xe ở vị trí này thì gạt đây rất là dễ dàng, lên líp, gạt xuống líp. Còn điều khiển xe ở vị trí này thì cái cần gạt đây anh chị nhé. Đó, cần gạt để xuống nhíp nhỏ hơn. Còn bên tay trái này thì điều khiển gạt đĩa. Thì đây là xuống đĩa này, lên đĩa này. Đó, rất là hay. 2x12 tốc độ. Sẽ sử dụng gạt đĩa Shimano 105R7000. Gạt líp Shimano 105R7000. Và líp thả sân sài 12 tầng. Sử dụng xích tích Bauer. Bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng DK bằng nhôm. Và cốt giữa sử dụng cốt BB, cốt bi bạc đạn. Và xe thì đang sử dụng phanh đĩa dầu trước sau, phanh đĩa dầu LT World. Vâng, bố thì có bố mà phanh thì có cục tản nhiệt đây anh chị nhá. Rất là hay. Vâng, đĩa phanh đường kính 160 bằng thép. Vâng, tổng thể của Java Shinodo 6 Top anh chị vừa thấy cấu hình đã ngon chưa ạ? Với cấu hình khung nhôm nhẹ, càng carbon, vành carbon, đầu niền khối cá mập, phanh dầu, trục rỗng, nít thả, bộ chuyển động 24 tốc độ với hai món Shimano 105R7000 và chỉ có giá 19 triệu bao ship từ shop xe đạp thể thao Vít.com. 19 triệu cho mẫu Java Shinodo 6 Top này anh chị ạ. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web xe đạp thể thao Vít.com hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Anh chị ở xa thì đặt xe online nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Anh chị cần tư vấn thêm hãy liên hệ với shop qua số điện thoại hotline. Anh chị nhớ đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com trên YouTube. Shop sẽ liên tục giới thiệu và bán tới anh chị nhiều sản phẩm mới. Chắc chắn rằng anh chị đến với shop sẽ mua được xe dù anh chị ở bất cứ nơi đâu. Shop vẫn người mang xe đến tận nhà cho anh chị. Cảm ơn chị đã dành thời gian xem video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao vip.com.